Xin chào các bác nông dân. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bác cách dùng thuốc Coruden 350SC để trị bệnh phấn trang và thán thư nhé. Trước khi bắt đầu, nhờ chuẩn bị đầy đủ đồ bảo hộ như găng tay, khẩu trang và bình xịt thuốc, bệnh phấn trang và thán thư rất hay gặp ở cây ăn trái và rau màu. Nếu không trị kịp thời, cây trồng sẽ bị hư hại nặng. Vậy Coruden 350SC là gì? Đây là loại thuốc trừ bệnh rất hiệu quả, giúp cây khỏe mạnh và diệt sạch nấm gây bệnh. Cách dùng Coruden 350SC rất đơn giản. Các bác pha 20-30ml thuốc với 10 lít nước, khuấy đều rồi xịt trực tiếp lên cây bị bệnh, nên xịt vào sáng sớm hoặc chiều mát để thuốc phát huy tác dụng tốt nhất. Lưu ý là không xịt thuốc khi trời nắng to hoặc mưa nhé. Để đạt hiệu quả cao, các bác nên xịt thuốc định kỳ 7-10 ngày một lần. Bên cạnh đó, nhờ chăm sóc, bón phân đầy đủ để cây luôn khỏe mạnh. Cuối cùng, các bác hãy đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì thuốc và nhờ đeo găng tay, khẩu trang để bảo vệ sức khỏe khi sử dụng. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các bác có một mùa bội thu. Nếu có thắc mắc, hãy để lại bình luận hoặc truy cập trang web Dior Plant Vet để tìm hiểu thêm. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Chúc các bác thành công.